Hello, xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Câu 68 và ngày hôm nay mình sẽ trả lời một câu hỏi muôn thuở cho các bạn trong series bộ não, đó là bao giờ uptrend, bao giờ thì thị trường lên lại, bao giờ uptrend, bao giờ mua được, vân vân. Đó là những câu hỏi mà rất là nhiều bạn hỏi mình. Thì thông thường có phải chúng ta luôn trông chờ có một ai đó đưa ra cho mình một câu trả lời cụ thể đúng không? Vậy thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn 10 cách để chúng ta có thể tự mình, tự bản thân check được xem là đã thật sự uptrend hay chưa. Hãy cùng bắt đầu nha. Cách đầu tiên đó là chúng ta sẽ check TVL. Thì TVL là gì? Các bạn có thể vào defilama.com ha. Rồi, sau khi vào trang này, các bạn bấm vào cho mình cái mục là Overview. Rồi, trong cái mục Overview các bạn có thấy chữ Total Value Locked không? Total Value Locked là viết tắt của TVL. TVL tức là tổng giá trị tài sản được khóa lại trong các giao thức của DeFi. Nói dễ hiểu hơn thì các bạn có thể thấy là TVL giống như là đang cao hoặc là đang tăng á, thì tức là càng nhiều tài sản được lưu trữ và khóa lại trong các giao thức DeFi, giống như là sức khỏe của thị trường nói chung thì cũng tốt theo, kiểu như vậy ha. Rồi, thì các bạn có thể thấy là trong cái biểu đồ này ha, nếu mà như mà chúng ta xét theo tháng đi, chúng ta kéo cái biểu đồ theo tháng, đó là tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10, thì mình có thể thấy là nó cũng khá là đi ngang, không tăng quá nhiều, thật sự là có tăng nhưng mà không tăng quá nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ kéo theo năm nhé. Nếu như mà kéo theo năm, các bạn có thể thấy là năm 2023 so sánh với 2021 và 2022 thì tất nhiên là không bằng được rồi, tại vì thời gian đó là mùa DeFi Summer mà. Nhưng mà các bạn check trong phần Trends này, các bạn vào cái phần Trends ở ngay bên dưới chữ Overview cho mình, các bạn kéo xuống, các bạn thấy là hầu như là tăng, hầu như là TVL của các Trends tăng. Cách thứ hai là các bạn check trong mục Stablecoins. Thì chúng ta sẽ vẫn ở trang DeFi Llama, chúng ta bấm vào chữ Stables. Stables ở đây là những đồng Stablecoin các bạn, ví dụ như là USDT hay là USDC. Thì mình vào phần này chúng ta có thể xem được là lượng tiền đang di chuyển như thế nào. Đó, mọi người đang quan tâm đổ tiền vào đâu. Ok, chúng ta bấm vào chữ Chains nhé. Trong chữ Chains này thì mọi người có thể thấy là lượng Stablecoins đang đổ vào các Chains đi như thế nào. Riêng mình thì mình thấy có một cái point ở đây là dòng tiền đang đổ vào Arbitrum khá là nhiều ha. Đó, thì các bạn có thể vào phần Stable để check xem là lưu lượng tiền đang di chuyển như thế nào ha. Cách số 3 là các bạn vào chữ Raise, check trong phần Raise ha. Thì Raise là gì? Người ta nói là trong mùa downtrend á, thì gọi vốn rất là khó. Cho nên là để gọi vốn được thành công trong mùa downtrend á, thì chứng tỏ là cái dự án này nó cũng phải là thuộc dạng một cái gì đó để mới gọi vốn được trong mùa downtrend đúng không? Tại vì tất nhiên rồi, trong mùa downtrend thì các quỹ đầu tư cũng như là doanh nghiệp sẽ chọn lọc hơn và cân nhắc kỹ lưỡng hơn số tiền mà mình bỏ ra để đầu tư. Cho nên thì có thể coi một trong những cái signal để các bạn có thể gọi là đánh hơi được là uptrend đã quay lại hay chưa, thì các bạn xem quỹ đầu tư, xem các startup, xem là các quỹ đầu tư đã bắt đầu invest lại chưa và các startup đã bắt đầu đi gọi vốn thành công lại được nhiều hay chưa. Thì trong cái mục raise này, raise tức là gọi vốn ha, raise thì các bạn có thể thấy được là những dự án này họ gọi vốn được bao nhiêu tiền. Và mọi người thấy là trong giai đoạn cuối năm 2021 và năm 2022 ha, là gọi vốn rất là nhiều. Tuy nhiên thì nhìn vào biểu đồ có thể thấy là năm 2023 á, cuối 2022 và đầu 2023 là bắt đầu chững lại rồi. Đó, thì ở trong bảng này các bạn có thể xem được là những dự án nào đã gọi vốn trong thời gian vừa qua, tên dự án, ai đầu tư vào dự án này, gọi vốn bao nhiêu. Còn nếu như mà các bạn muốn xem sâu hơn nữa là xem những quỹ đầu tư họ đã đầu tư trở lại hay chưa, thì chúng ta bấm vào cái chữ Investor ngay bên dưới luôn, bấm vào cái chữ Investor thì chúng ta có thể thấy được là những nhà đầu tư họ đang đầu tư vào những dự án nào nhé. Mục số 4 đó là các bạn có thể check ở trong phần Bridge. Bridge ở đây là cầu nối, chúng ta chọn Bridge xong rồi chúng ta chọn chữ Chains ha. Rồi, thì trong phần Bridge này các bạn có thể thấy được là check xem là lượng tiền đang chuyển vào các Bridge đang cao hay thấp. Nếu như chúng ta thấy lượng tiền đang chuyển vào các cầu nối càng nhiều thì có thể chứng tỏ là người dùng đã bắt đầu active trở lại nè, để người ta lưu chuyển lượng tiền để các chain để có thể bắt đầu trade và đầu tư trở lại. Mọi người có thể check trong phần này thì thấy là lượng tiền đang đổ vào Arbitrum khá là cao ha. Mục số 5 là chúng ta có thể check khối lượng giao dịch hay còn gọi là volume á. Rồi, bây giờ chúng ta bấm vào volume để chúng ta xem khối lượng giao dịch hiện tại trên các sàn DEX đang như thế nào. Ví dụ như là Uniswap nè, PancakeSwap, Curve hay là Maverick đang như thế nào. Thì mình thấy nhìn chung là đang tăng.
Ngoài ra thì mình sẽ chỉ cho các bạn một trang nữa, đó là mọi người có thể bấm vào theblog.co. Rồi mọi người chọn data. Ok, sau đó mọi người bấm vào spot để check xem là volume trên các sàn CX, tức là các sàn giao dịch tập trung như là Binance nè, Coinbase, Huobi, OKX nó đang volume như thế nào. Mọi người thấy ha, đó là cái phần exchange volume theo tháng thì đang tăng trở lại so với các tháng trước. Phần monthly exchange volume market share thì cái phần gọi là thị phần á, thì mọi người có thể check cái màu tương ứng, mỗi màu là một sàn, thì mọi người thấy là màu của Binance đang hơi giảm, đang có sự hơi giảm một phần về thị phần, là hơi giảm về market share, và Upbit đang dần chiếm thị phần, volume market share tăng. Tuy không nhiều nhưng mà gần đây mọi người có thể thấy là Upbit cũng góp phần vào việc đẩy giá token này. Ví dụ như là token Boom khi mà list trên Upbit gần đây có thể kể đến như IMX này, Cyber, Mina, Lum và STMX vân vân. Còn nếu như mà mọi người muốn xem sâu hơn nữa ha, thì mình sẽ chỉ cho các bạn thêm một trang, đó là các bạn muốn xem là Upbit đã đầu tư vào những dự án nào, để xem trong thời gian tới là những dự án trong portfolio của Upbit trong cái list đó nó có được, ví dụ list lên hay được đẩy giá hay không, ví dụ như thế, thì có thể vào một trang đó là Acam ha. Đây, mọi người sẽ bấm vào platform.acamintelligence.com, các bạn gõ chữ Upbit rồi chọn Upbit, sau đó xem trong mục portfolio, cái chữ portfolio danh mục đầu tư á, là có thể thấy những dự án mà Upbit đầu tư. Mục số 6 đó là các bạn có thể check trong phần on-chain metrics. Bây giờ chúng ta vào lại theblog.co nha, trang vừa xong theblog.co, chúng ta kéo xuống chọn on-chain metrics là những chỉ số on-chain, thì các bạn có thể xem hai phần, đó là của Bitcoin và của Ethereum. Ví dụ như là đợt vừa rồi mọi người có thể thấy là Bitcoin boom ví dụ 1-2 lần đi, bất ngờ tăng 1-2 lần, nhưng mà khi mà check thì transaction monthly thì lại tăng không có nhiều. Tương tự mọi người có thể check thêm cái phần gọi là Bitcoin's on-chain volume, khối lượng giao dịch Bitcoin on-chain, thì tháng 10 có khối lượng giao dịch lớn hơn tháng 9, nhưng mà so với những tháng trước nữa thì cũng gọi là không tăng quá mạnh. Số 7 đó là chúng ta có thể check ví là wallet. Mọi người có thể check number of active address là cái mục ở đây này, đó là những địa chỉ ví đang hoạt động, là vẫn đang còn hoạt động nha, trên mạng lưới Bitcoin. Còn chữ new address, new là mới đúng không? Thì new address là những địa chỉ ví mới được tạo. Ngoài ra thì qua phần Bitcoin xong, mọi người có thể bấm thêm cái phần Ethereum để coi trong cái phần Ethereum ha. Thì lượng Ethereum, lượng burn ETH á, đã bị đốt đạt ngưỡng thấp nhất trong năm 2023. Bạn nào mà quan tâm về burn Ethereum thì có thể đọc thêm tại bài viết này có số 8. Tương tự khi mà check on-chain volume thì Ethereum cũng gọi là tăng không quá đáng kể. Chuyện có mục số 8 đó là các bạn có thể check phần gas ha. Gas cũng là một chỉ số tương đối để các bạn có thể tham khảo, xem là người dùng đã bắt đầu gọi là vào lại thị trường chưa, để giao dịch nhiều chưa, thông qua chỉ số gas đang cao hoặc là thấp. Bạn nào chưa biết gì về gas hoặc là chưa biết gas có nghĩa là gì thì có thể đọc thêm bài viết này của số 8 để giải thích về gas fee cũng như là G-Way có nghĩa là gì nha. Rồi bây giờ mọi người có thể vào Google gõ cho mình cái cụm đó là gas price average Etherscan. Ok, xong rồi các bạn chọn link thứ hai, hãy chọn link này giúp mình nha. Chúng ta có thể thấy là tháng 10 thì cũng gọi là có tăng tương đối, có tăng tương đối ha. Nhưng mà khi bấm vào chữ on để so sánh, các bạn thử so sánh năm 2023 so với 2021 và 2022 thì gọi là cũng không bằng được. Tuy nhiên thì cũng chỉ là tương đối thôi, tại vì năm 2022 với năm 2023 gas thấp một phần là cũng do không có người dùng nhiều, nhưng mà cũng một phần bởi vì Ethereum đã scale qua layer 2 rồi. Còn 2020 thì 2021 thì mới chỉ có layer 1 thôi, cho nên gas nó cao. Mọi người cũng có thể xem qua tham khảo, nhưng mà mình nghĩ là cũng chỉ là tương đối thôi nhé. Và số 9 đó là các bạn có thể xem về chu kỳ. Ở đây là chu kỳ halving. Ở đây có ai chưa biết Bitcoin halving là gì không ta? Nếu mà chưa biết thì là một thiếu sót nha. Các bạn nên đọc, highly recommend là nên đọc bài viết này của con số 8 để biết được là Bitcoin halving có nghĩa là gì. Thì khi các bạn hiểu về chu kỳ Bitcoin halving, đơn giản là một cái sự kiện xảy ra 4 năm một lần của Bitcoin. Sự kiện này sẽ được gọi là chia đôi phần thưởng đào của các thợ đào Bitcoin, chia 50% là bị giảm một nửa. Thì cái cơ chế này được Satoshi Nakamoto, tức là cha đẻ của Bitcoin, tạo ra để đưa vào mạng lưới Bitcoin nhằm giảm cái tỷ lệ lạm phát của Bitcoin. Vậy thì có liên quan gì? Chúng ta có thể tham khảo biểu đồ sau.
Đây là biểu đồ mình lấy của Coin98 Analytics. Thì khi mà các bạn nhìn vào biểu đồ này có thể thấy là chu kỳ Bitcoin halving 4 năm một lần ha. Như quan sát thì chúng ta có thể thấy là từ 3 đến 6 tháng kể từ ngày Bitcoin halving thì giá của Bitcoin mới thật sự gọi là tăng rõ rệt. Và thông thường thì sau halving 1 năm BTC sẽ phá đỉnh. Đó, thì chúng ta có thể dựa vào sự kiện halving cũng là một cái cột mốc mà khá là nhiều người đang trông chờ để xem là chu kỳ uptrend sắp tới là diễn ra vào năm bao nhiêu á. Thì nhiều người dự đoán là 2025. Tại vì sao? Tại vì sau một năm của halving, halving tiếp theo của Bitcoin sẽ rơi vào tháng 4 năm 2024. Ngoài ra thì nếu mà mọi người rảnh thì có thể đón chờ và countdown sự kiện Bitcoin halving tại đây, website này của Binance nhé. Và cuối cùng, chỉ số số 10 đó là chỉ số Fear and Greed, là tham lam và sợ hãi. Đây là chỉ số thể hiện sự sợ hãi, là Fear, trong tiếng Anh là Fear, và tham lam là Greed của thị trường tại thời điểm hiện tại. Ví dụ như mọi người có thể thấy bây giờ thị trường đang Greed, đó là tức là đang tham lam với chỉ số là bao nhiêu đây. Cho nên thường nếu mà mọi người thấy thị trường bắt đầu nháo nhào lên uptrend này kia thì cái chỉ số greed tham lam này nó sẽ tăng cao hơn, thể hiện là tâm lý đám đông đang tham lam FOMO. Các bạn có thể kéo xuống dưới và xem thêm cái biểu đồ bên dưới, bấm vào chữ all ha, để thấy năm 2020, cuối năm 2020 và năm 2021 thì là những năm mà có chỉ số greed, là chỉ số tham lam, đã dâng lên mức khá là cao. Và cũng có lý do là mình để cái chỉ số này ở cuối cùng, tại vì đây là mang tính chất tham khảo thôi, nhìn cho vui, chứ thực ra không thể hiện, gọi là không hoàn toàn đánh giá dựa vào trên đây được. Mọi người chỉ nên tham khảo thôi nhé, là đang cái mức Fear and Greed này ở mức bao nhiêu. Ok, và trên đây là 10 chỉ số mà các bạn có thể tham khảo cũng như là research thêm để trả lời cho câu hỏi thật sự là đã uptrend hay chưa. Theo mình tại thời điểm làm video hiện tại, vào ngày tháng 10, đầu tháng 11 thì theo mình là hiện tại là chưa. Còn các bạn thì sao? Sau khi mà các bạn đã tìm hiểu xong về 10 chỉ số này cũng như là tự mình research thì câu trả lời của các bạn là gì? Hãy cho mình biết bên dưới phần comment nha. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp các bạn tại những số tiếp theo của Bộ Não. Bye bye!